Giới tử vi học nhận định, tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 tháng 4 năm 2022 đến thời thoát khổ, giàu nhanh chóng mặt. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình của 12 con giáp được phát sóng trên kênh Phong thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, đừng bao giờ thấy con giáp này ở cuối bảng xếp hạng mà coi thường họ. Theo giới tử vi học dự báo, trong tháng 4 âm lịch, con giáp này là một trong ba con giáp cực kỳ may mắn và thành công trong tháng 4 âm lịch. Nhờ vào sự khôn khéo và tính cam chịu của mình, thì những gia chủ tuổi Hợi đã hạ gục rất nhiều những đối thủ của mình để có thể bước lên bục vinh quang. Sự thành công của họ đã khiến cho không biết bao nhiêu người phải ganh ghét đố kỵ, nhưng cũng không kém phần nể phục kính trọng. Những gia chủ tuổi Hợi là người có khả năng lãnh đạo, là những người hiền hòa, tốt bụng. Họ sống đơn giản, mộc mạc, vậy nên đừng bao giờ nhìn bề ngoài mà chúng ta phán đoán người khác, kẻo bạn lại vô tình đắc tội với một trong những con giáp giàu có và thành công bậc nhất trong năm 2022 nhâm dần. Qua phần luận giải chi tiết về tử vi tuổi Hợi trong tháng 4 âm lịch sẽ phần nào giúp chúng ta hiểu được điều đó. Và trước khi bước vào phần luận giải thì quý vị cũng đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để có thể liên tục cập nhật được những thông tin về tử vi mới nhất cho tuổi của mình và những người thân yêu. Còn bây giờ thì xin mời tất cả quý vị hãy cùng tiếp tục theo dõi phần luận giải chi tiết. Sau đây là phần tổng quan của các quý gia chủ tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 trong tháng 4 âm lịch năm 2022. Người tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 là người khá bốc đồng nên dễ mắc sai lầm. Nếu có thể thận trọng cân nhắc kỹ hơn thì chắc chắn sẽ có được thành công. Người tuổi Kỷ Hợi thường thể hiện tình cảm trực tiếp, họ chẳng ngần ngại gì mà thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình đối với đối phương. Nam mệnh thường đào hoa hơn nữ mệnh. Đường tình duyên của con giáp này khá bình ổn, không phải trải qua nhiều sóng gió thăng trầm. Người này trọng chữ tín, sống phóng khoáng, có ơn tất báo, luôn giữ hòa khí với mọi người. Họ rất quan tâm chăm sóc tới bạn bè, nhiệt tình giúp đỡ người khác. Là mẫu người ngay thẳng chính trực, không hay lo chuyện bao đồng, đôi khi tỏ ra lạnh lùng. Tuổi Kỷ Hợi đón tháng Ất Tỵ khá êm đềm và suôn sẻ. Gia chủ có thể chịu một vài thiệt thòi vì anh em bạn bè, nặng thì có thể làm sứt mẻ tình cảm, bù lại, gia đạo an vui, con cháu quây quần, giúp tinh thần luôn thoải mái và yêu đời, không có gì phiền muộn. Xét về thiên can, kỳ âm thổ gặp Ất âm mộc nên gọi là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Kỷ Hợi sẽ dễ có được tài lộc hơn, công việc sự nghiệp có tiến triển tốt. Nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên, sẽ cần phải chú ý sẽ xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết với bạn đời. Nếu không cẩn thận có thể dẫn tới chia tay. Các vấn đề cần ngồi lại chia sẻ rõ ràng chi tiết để cả hai hiểu nhau hơn. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Xem tử vi cho quý gia chủ tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 tháng này, đường công danh sự nghiệp được nâng đỡ nhiều, tuy nhiên ít có sự đột phá. Nếu vẫn đang đi làm, sự nghiệp nhìn chung sẽ hanh thông, mọi việc tiến triển trong tầm kiểm soát của bạn. Tuy nhiên, có những thời điểm có vẻ như bản mệnh chưa chủ động nắm bắt cơ hội nên dễ bỏ lỡ. Lại thêm sức cạnh tranh tăng lên khá rõ, áp lực kèm theo đòi hỏi mệnh chủ phải chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đương đầu với mọi điều có thể xảy đến. Nếu có dự án hợp tác với anh em, bạn bè thì nên tránh, đa phần bản thân sẽ chịu thua thiệt, vất vả mà không được hưởng lợi gì nhiều. Với những người làm công ăn lương, mặc dù làm công việc chăm chỉ, bạn sẽ thấy khó khăn trong mối quan hệ với cấp trên. Vì vậy cho bạn cảm giác rằng không có chỗ phát huy tài năng của mình và kìm nén niềm đam mê trong công việc ở một mức độ nào đó. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Kỷ Hợi để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tình hình tài chính của gia chủ khá ổn định, cơ hội làm giàu vẫn có nhưng cần chủ động và nỗ lực nhiều hơn. Còn nếu vẫn giữ tư tưởng an phận và chờ sung dụng thì bạn sẽ chẳng đạt được bất kỳ lợi ích nào. Ngoài ra trong tháng này cũng cần phải thận trọng trong khâu dùng người, phải biết phân biệt rõ người tốt kẻ xấu, không nên mù quáng nghe theo lời dụ dỗ của người không đáng tin. Tiểu hao hung tinh xuất hiện còn cho thấy bản mệnh đang có nguy cơ mất tiền hao của.
Tuy số tiền mất mát không quá lớn, nhưng ở thời điểm kinh tế khó khăn như hiện nay thì đó cũng là một vấn đề khá lớn mà tuổi Kỷ Hợi phải đối mặt. Dù là anh em bạn bè cũng phải tìm hiểu thông tin xác đáng, kẻo tiền mất mà tình cảm tan vỡ, bị người khác lợi dụng hoặc trực tiếp cướp đoạt tiền bạc. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý gia chủ để có thể mang lại công năng, phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tháng này sức khỏe của gia chủ không gặp phải nguy hiểm tiềm ẩn nào quá lớn, nhưng không thể tránh khỏi chữa những bệnh vặt hoặc là bệnh cũ tái phát do sinh hoạt thiếu điều độ. Do đó bạn phải đến bệnh viện điều trị, nhưng cũng đừng quá lo lắng, gặp đúng thầy đúng thuốc, bệnh sẽ sớm qua khỏi. Có điều sẽ phải tiêu tốn khoản phí không nhỏ cho những bệnh này. Các quý gia chủ tuổi Kỷ Hợi hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý gia chủ tuổi Kỷ Hợi. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Nếu đang sống một mình, bản mệnh không cảm thấy cô đơn vì xung quanh luôn có gia đình bạn bè kế bên. Có người còn tìm được người bạn đồng hành chăm sóc cho nhau lúc về già. Có thể ở độ tuổi này, tình yêu đã không còn quá quan trọng, nhưng sự quan tâm và ấm áp từ nửa kia khiến cho bạn muốn mở lòng và tiếp nhận đối phương. Người đã có gia đình cũng cần phải lưu ý, càng hạn chế các cuộc tranh cãi hơn thua bao nhiêu sẽ càng tốt cho mối quan hệ của cả hai bấy nhiêu. Nếu không, từ mâu thuẫn nhỏ sẽ biến thành gay gắt, gây rạn nứt tình cảm, thậm chí là đổ vỡ. Nhìn chung, gia đạo ăn vui, con cháu quây quần, giúp tinh thần của mệnh chủ luôn thoải mái và yêu đời, không có gì muộn phiền. Vì thế, bản mệnh nên tiếp tục chú ý giữ gìn sức khỏe, tham gia các hoạt động vừa sức với mình, duy trì trạng thái tâm lý lạc quan tích cực, vui vầy với con cháu. Tổng quan tháng 4 âm lịch năm 2022, tháng Ất Tỵ, năm Nhâm Dần. Tháng 4 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 4 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 4 năm 2022, tức ngày 1 tháng 5 năm 2022 đến 29 tháng 5 năm 2022 dương lịch. Tháng 4 Ất Tỵ có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa, tháng Tỵ lục hợp thân tam hợp sửu và dậu thành kim cục, xung hợi, hình thân, hại dần, phá thân và tuyệt tý. Đối với người tuổi Kỷ Hợi trong tháng 4 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 4 tháng 4 năm 2022, tức ngày 4 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Tỵ, có nạp âm là Sa Trung Thổ. Ngày âm lịch, ngày 16 tháng 4 năm 2022, tức ngày 16 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Tỵ, có nạp âm là Đại Lâm Mộc. Ngày âm lịch, ngày 28 tháng 4 năm 2022, tức ngày 28 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Tỵ, có nạp âm là Bạch Lạp Kim. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Kỷ Hợi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là chúng ta không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Kỷ Hợi trong tháng 4 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 1 tháng 4 năm 2022, tức ngày 1 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Dần, có nạp âm là Đại Khê Thủy. Ngày âm lịch, ngày 13 tháng 4 năm 2022, tức ngày 13 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Dần, có nạp âm là Lô Trung Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 25 tháng 4 năm 2022, tức ngày 25 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Dần, có nạp âm là Thành Đầu Thổ. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi.
Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phú long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, trên đây là những chia sẻ của Phong Thủy Gia Cát về tử vi của những người tuổi Hợi sinh năm 1959 trong tháng 4 âm lịch. Phần luận giải hết sức đầy đủ và chi tiết cho tuổi 1959. Qua đó thì quý vị cũng phần nào yên tâm vững bước trong tháng 4 âm lịch, hứa hẹn đầy tài lộc và may mắn. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã luôn quan tâm theo dõi. Và quý vị cũng đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để có thể ủng hộ cho chúng tôi. Xin chúc tất cả quý vị luôn gặp nhiều may mắn, bình an và thành công trong cuộc sống của mình. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại.